Đây ví dụ chúng ta demo tiếp cái hình này nhá. Thì cái này chủ yếu là vẽ thôi, tô màu chỉ là một phần, đúng không? Bây giờ theo nguyên tắc gốc, trước tiên là chọn hình mẫu, bất kể nó là vector hay là hình ảnh thì chúng ta cũng chọn nó và chuột phải để hiện lên cái bảng lệnh, và chúng ta chọn lock object để khóa cái hình mẫu lại đã. Sau đó thì chúng ta vẽ cái gì thì chúng ta vẽ trên cái hình mẫu này để cho nó đảm bảo về mặt tỷ lệ cũng như là hình hài. Thế thì chúng ta sẽ lần lượt vẽ từ trên xuống, đúng không ạ? Nắp này, vẽ đại ra một cái hình như thế này. Tiếp tục không nhả phím trái, nhấp phím phải chuột để dịch nó lên vị trí mà chúng ta cần. Sau đó thì chúng ta kéo nó tới vị trí cần thiết. Một hình, đúng không? Hình thứ hai cũng lại tiếp tục nhấp chuột phải di dịch để điều chỉnh hình cho nó bằng được cái hình mẫu. Sau khi mà bằng được hình mẫu rồi, ok, vậy là chúng ta sẽ có thêm được cái thứ hai. Tiếp tục cái thứ ba, cái thứ tư. Đến đây chúng ta làm gì tiếp? Chúng ta sẽ vẽ. Lúc này thì kết hợp giữa vẽ hình bằng pen hoặc là bezier với lại những hình cho sẵn, đúng không? Đây, sau khi vẽ lên đây rồi thì chúng ta mới bắt đầu là xử lý các hình làm sao cho nó vào quy và củ với nhau. Đó, hình vừa vẽ này kết hợp với cái hình to này, kết hợp với cái hình này này, ba thằng này sẽ phải hàm lại để trở thành một cái đối tượng duy nhất đó. Sau đó thì chúng ta có thể sử dụng cái công cụ Color Airdrop, các bạn chọn vào đây lấy mẫu màu, sau đó tô trực tiếp vào đây, tiếp tục giữ shift giữ shift để chuyển lại về công cụ đo, đo cái nắp, tô tiếp công cụ nắp đó. Đến đây thì chúng ta sẽ tốt nhất là chúng ta sẽ dịch nó theo cái quy tắc hôm trước, đúng không ạ? Bây giờ tôi cho nó dịch độ khoảng 100mm đi, chọn này, dịch 100 có vẻ hơi nhiều, điều chỉnh lại đi 70 thôi. Đó, để gần gần để chúng ta còn dễ thao tác. Thằng này sẽ đưa lên trên cùng, đúng không? Shift path up đưa lên trên cùng. Bây giờ cái thằng này thì chúng ta sẽ tô theo kiểu gì ạ? Konica, đúng không? Đây, mẫu tô kiểu Konica. Chúng ta sẽ chọn cái này, chọn biến thể là Konica. Thế sau đó thì làm gì nữa ạ? Chúng ta sẽ phải chọn lại màu theo cái mẫu ở bên này, đúng không? Đấy. Các bạn có thể gia giảm các tham số để các bạn đưa những cái màu này vào, ví dụ thế. Lần lượt mình sẽ chọn, mình sẽ đưa thêm các cái mẫu vào màu vào đây. Đại loại là như thế. Để làm kỹ thì các bạn sẽ bỏ thêm thời gian vào nhé. Chúng ta sẽ nói tiếp đến những cái phần khác. Tiếp tục này, cái thân này. Thân thì bây giờ chúng ta sẽ phải vẽ như thế này. Đầu tiên là chúng ta sẽ lấy cái phần thân theo hoặc là to nhất hoặc là bé nhất, tùy các bạn nhé. Đó, sau đó thì sẽ phải dính tới một lệnh là convert to curve, Ctrl Q. Tại vì là hình chữ nhật thì nó luôn luôn có những thuộc tính gốc của nó và chúng ta không can thiệp được một cách bình thường. Do đó phải Ctrl Q để biến đổi nó trở thành một hình bình thường. Tiếp tục chúng ta sẽ sử dụng Shape Tool, chọn hai cái điểm điều khiển ở bên dưới, chọn tiếp lệnh gì đây ạ? Stretch or Scale Node để chúng ta xử lý một cặp. Với cách như thế này thì tôi có thể là kéo đều hai cái nốt mà tôi cần. Đó, sau khi kéo đều vào đây thì tôi đã được cái hình vát theo như hình tôi muốn rồi. Tiếp tục nữa, lại vẽ và cắt hàm với lại cái gì đây ạ?
với lại cái phần hình tròn khớp vào. Đấy, sau đó thì nếu cần thiết thì điều chỉnh thêm một chút, giữ ship kéo đều. Việc còn lại là gì ạ? Hàn đúng không? Hàn đã chết đúng không? Hàn đã, sau đó thì chúng ta mới giải quyết tiếp cái phần là gì đây ạ? Tô màu đúng không? Tô màu thì ở đây tô rất là đơn giản thôi, chúng ta sẽ tô bằng màu chuyển này đúng không? Bây giờ tốt nhất là lại dịch sang tô, lấy mẫu này bên này xong một cái lấy mẫu này tiếp tục nhấp đúp để tạo ra một điểm điều khiển nữa, lấy mẫu nhấp đúp lấy mẫu, có hình mẫu thì chúng ta sẽ đo trực tiếp luôn đó. Và sau đó thì các bạn điều chỉnh thêm thêm bớt bớt làm sao cho nó sẫm một tí, sáng một tí, hoặc là thêm các cái điểm để cho nó ra được hình mà chúng ta cần. Sau đó thì lại làm sao đây, cái đống này phải đưa lên trên, ship back up đưa lên trên, tốt nhất là nên group nó lại, tại vì đây là một cái nhóm mà đã hoàn coi như hoàn thiện xong rồi đúng không. Tiếp nữa thì chúng ta có cái gì đấy ạ? Có cái bóng, bóng thì chúng ta sẽ vẽ luôn đây, chỉ một đường đến đây thôi đúng không, nhấn C điều chỉnh một chút cho nó ra đây. Đến đây rồi thì chúng ta dịch nguyên cả cái hình này đi đúng không, và sử dụng cái gì nhỉ? Công cụ gì nhỉ? Công cụ Smart đó, chọn mẫu kích vào đây, nó cứ tạo thành một cái vùng khép kín là chúng ta sẽ có thể tô màu để tạo ra được cái phần đối tượng đó. Thế thì demo đến đây thì liệu đã đủ để cho các bạn hoàn thành nốt cái phần ở dưới chưa? Đấy, quy tắc thì thế thôi, ghép dần hàn vào với nhau, tô màu. Thực ra trông thì có vẻ là phức tạp này, nhưng mà nếu mà chúng ta mà vững tay rồi thì chắc là đủ khoảng vài phút thôi đúng không, 10 phút đấy là con số tối đa cho cái này, cũng không quá mất nhiều thời gian. Thực ra về sau này nếu mà lâu thì chúng ta sẽ hơi mất thời giờ để chúng ta tìm phông, tìm chữ và vẽ cái này thì còn lâu hơn là cái kia đấy. Thế còn về tổng quan thì cái hình này nó sẽ chỉ mất từng đấy cái thời gian, cái thao tác nó cũng tương đối là đơn giản. Sau khi tô vẽ xong hết rồi, các bạn chuột phải các bạn chọn cái bỏ viền đi là xong, thì các bạn có thể là tô vẽ lại, dựng lại được cái này. Thế còn cái phần bên này thì sao? Phần bên này thực ra là không khó đúng không, nó chỉ nhắc lại cho chúng ta về cái cách thức là gì đấy? Vẽ một cái hình cân thì như thế nào. Vẽ một hình cân thì thực ra chúng ta không bao giờ vẽ hết đúng không? Chúng ta sẽ chỉ vẽ một nửa thôi, và chúng ta sẽ tiến hành là lật và tô và nối. Đấy, ví dụ như là bây giờ tôi muốn vẽ một cái hình như cái này chẳng hạn đó, cũng lock object khóa. Bây giờ chúng ta có làm cái gì thì chúng ta cũng chỉ vẽ một nửa thôi, đến đây thì chúng ta chỉ cần nối lại cho nó thành một hình. Thế còn việc còn lại thì các bạn sẽ cắt đi cho tôi đúng không, cắt đi một nửa. Thế
Thế và cuối cùng thì chúng ta sẽ làm gì đây ạ? Control lật cái thằng này sang, sau đó thì chọn cả hai, hàn vào, weld hàn vào. Hàn xong rồi các bạn tô cái nào như thế nào thì đấy là tùy ý các bạn. Cái này chẳng qua là chúng ta nhắc một cái vấn đề gọi là các kỹ thuật vẽ cho một đối tượng cân thì hãy vẽ một nửa thôi đấy, và áp dụng các cái quy tắc cắt hàm để mà chúng ta vẽ cái phần nửa còn lại. Thế thì đến đây thì chúng ta đã demo xong một vòng tất cả những cái hình trong bài. Tuy nhiên bây giờ quay trở lại cái này một chút thì chúng ta sẽ dính dáng tới một số các cái kỹ thuật mà chúng ta chưa đề cập tới. Cái hình trái đất này thì vẽ dễ thôi, nó chỉ là một hình tròn và tô bằng tô chuyển đúng không? Mà tô chuyển hai màu rất là dễ. Tuy nhiên là các bạn sẽ thấy là có cái hình này mà chúng ta chưa biết là vẽ nó như thế nào, tại vì cái này nó liên quan tới cái kỹ thuật làm về đường viền. Thì đây cũng là một cái phần mà chúng ta cần phải nắm cho nó rõ, tại vì khi mà chúng ta không làm việc tốt với cái đường viền ấy thì sẽ có rất là nhiều chuyện xảy ra khi mà chúng ta sử dụng đường viền. Thế thì nói về đường viền thì chúng ta sẽ trao đổi như thế này. Như lúc đầu tiên chúng ta đã nói về Corel thì một cái đối tượng Corel vẽ ra thì nó luôn luôn mặc định có đường viền mà chưa có bề mặt đấy, và đường viền thì luôn luôn được mặc định là màu đen và có một cái độ dày nào đó. Thế thì bây giờ chúng ta can thiệp vào đường viền thì có mấy vấn đề như sau. Một là thay đổi cái độ dày đường viền thì chúng ta có thể thay đổi tương đối dễ và tương đối nhanh bằng cách là chọn cái công cụ hỗ trợ ở trên thanh property này và chúng ta gắn một con số. Có thể các bạn sẽ lấy con số có trong danh sách, hoặc các bạn có thể bôi đen vào đây, các bạn gõ trực tiếp một cái tham số nào đó. Thế còn tô màu đường viền thì chúng ta sẽ tô bằng chuột phải đúng không ạ, nhấp vào cái ô màu mà chúng ta muốn. Kể cả trong trường hợp các bạn muốn gọi cái màu hộp màu con thì các bạn cũng nhấp chuột trái cho tới khi nào mở được hộp màu con ra và nhấp chuột phải để lấy cái màu mà chúng ta cần. Kể cả trong trường hợp các bạn muốn là pha chế màu trực tiếp ngay trên cái đường viền này thì các bạn giữ control và kích chuột phải vào trong cái ô màu các bạn muốn pha thêm thì chúng ta cũng có thể tô thêm, pha thêm màu vào trong cái đối tượng. Tuy nhiên để mà can thiệp sâu vào trong cái phần này thì chúng ta sẽ còn phải làm một số cái việc như sau. Chúng ta phải tìm tới cái nơi mà nó cung cấp các cái công cụ để mà chúng ta xử lý về đường viền. Nếu như mà trong cái hộp này mà các bạn tìm mà chưa thấy các cái công cụ mà liên quan tới đường viền thì chúng ta sẽ bấm vào đây xem nó đã có chưa. Nếu mà chưa có thì các bạn tìm cho tôi bằng cách là bấm vào cái dấu cộng ở dưới đáy của hộp này. Nó sẽ mở ra một cái danh sách những cái công cụ mà vẫn còn đang bị ẩn, và để hiện cái nào lên thì các bạn sẽ bấm chọn cái đó. Đây, danh sách rất là dài. Bây giờ chúng ta sẽ tìm xem là cái đó nó nằm ở đâu. Đây, các bạn tìm cho tôi và bật thêm cái tùy chọn Outline, Fly Out. Đấy. Và sau khi mà chúng ta kích hoạt thì nó sẽ ra cái này. Nhìn biểu tượng của nó thì tương đối giống những loại cái công cụ pen ở trong cái công cụ vẽ. Bây giờ các bạn bấm vào đây, nó sẽ mở ra một cái hộp thoại để cho chúng ta có thể thao tác tương đối nhanh. Một là một số các cái tùy chọn về hủy đường viền hoặc là tô đường viền với độ dày bao nhiêu. Sau đó thì chúng ta có hai cái trường hợp là Outline Pen và Outline Color. Tuy nhiên là Outline Color thì nó tương đối đơn giản thôi. Chúng ta nói kỹ hơn về Outline Pen. Mở hộp thoại Outline Pen ra thì các bạn có một số tham số giúp chúng ta là thiết lập các cái tham số của cái đường viền mà chúng ta đang thao tác. Thứ nhất là màu đường viền, các bạn có thể sổ cái này ra và các bạn chọn một màu. Thứ hai là độ dày, các bạn có thể gán một cái độ dày nào đó cho đối tượng. Thứ ba là style này thì nó sẽ cung cấp cho các bạn một số các cái định dạng khác nhau của đường viền, có thể là đường solid là đường liền, hoặc là các dạng đường đứt. Đường đứt thì bao gồm có thể là chấm chấm, hoặc là gạch gạch, hoặc là chấm gạch phối hợp với nhau. Và chúng ta cần một cái đường viền như thế nào thì chúng ta sẽ chọn kiểu như thế. Sau nữa thì chúng ta còn có một số các cái tùy chọn về khớp nhe,
hoặc là Light Cap. Thì cái này nó sẽ giúp chúng ta hiệu chỉnh vào những cái điểm gãy của cái đường viền. Một xíu nữa thì tôi sẽ nói với các bạn về cái này. Tuy nhiên cái phần mà quan trọng, ví dụ như là liên quan tới bài vừa rồi, thì các bạn thấy rằng là ở đầu của mỗi cái đường viền của chúng ta thì nó được cung cấp thêm một cái hình gì đó. Thì đó là cái biểu tượng được gán thêm vào. Mỗi đầu của một cái đường hở của chúng ta thì nó sẽ có một cái điểm neo hay là một điểm điều khiển. Bình thường ra thì nó chỉ dừng lại đó thôi. Nhưng nếu mà chúng ta muốn thì chúng ta có thể gán cho nó một cái hình hài gì đó vào trong cái đường đó. Và để làm điều đó thì chúng ta sẽ làm việc ở cái ô arrow này. Chúng ta sẽ có hai đầu. Các bạn bấm vào đây và các bạn sổ danh sách ra. Các bạn chọn lấy một hình các bạn muốn gán vào. Sau đó thì các bạn chọn tiếp đầu kia. Ví dụ như thế này. Sau đó thì các bạn nhấp OK. Thế chúng ta có thấy cái gì hiện ra ở đây không ạ? Không có cái gì hiện ra ở đây cả. Tại vì cái này nó chỉ hiển thị khi mà cái hình của chúng ta nó hở thôi. Hình này chúng ta vẽ bằng công cụ hình chữ nhật và nó là hình đặc biệt, nó là hình khép kín. Do đó chúng ta sẽ không làm được. Nhưng tuy nhiên nếu mà bây giờ tôi thay nó bằng hình ellipse thì sao? Này, chúng ta chọn outline pen. Tôi chọn một cái hình máy bay đi. Một đầu này là một cái hình gì đó. OK. Ellipse cũng vẫn không thấy. Tuy nhiên nếu mà tôi chuyển sang arc thì các bạn sẽ thấy là hình nó sẽ đứt ra. Và ở mỗi đầu này nó đã được gán một hình gì đó. Cái hình mà được gán vào đó thì nó to hay nhỏ tùy theo cái độ dày của đường viền. Đường viền càng dày thì cái hình này chúng ta nhìn càng rõ. Đấy, và cứ hình hở là các bạn có quyền gán cái này vào. Đấy. Thế để làm được cái bài mà cái hình hình này đúng không? Thì chúng ta sẽ phải chọn tô màu này, tạo ra đường hở này và gán cái mũi tên vào đầu của mỗi cái đường hở này. Thì đấy là cái thao tác mà chúng ta làm. Tuy nhiên hướng dẫn rồi thì cái bài này làm không khó nữa. Nhưng đường viền thì có mấy cái vấn đề mà cực kỳ quan trọng chúng ta cần phải nắm cho chắc như sau. Đường viền là một cái thuộc tính, nó đi theo cái đối tượng của chúng ta. Tuy nhiên trong Corel thì nó lại có một đặc điểm là như thế này. Là đường viền nó có một cái độ dày bất biến. Khi mà tôi gán cái độ dày là 1mm hay 10mm thì cái con số đó nó đi theo cái đối tượng của chúng ta, bất kể là cái hình của chúng ta to hay nhỏ. Và một đặc điểm thứ hai nữa là đường viền nó xuất hiện như thế nào. Đường viền trong Corel xuất hiện với cái cách là một nửa độ dày nằm bên ngoài diện tích của hình và một nửa sẽ gối ở bên trong hình. Đây, bây giờ chúng ta quan sát thử một hình như thế này nhé, để chúng ta hình dung ra. Bây giờ tôi tô một màu và tôi hủy đường viền đi. Đây là kích thước của đối tượng của chúng ta. Bây giờ kiểm chứng thì chúng ta sẽ kéo ở cái thước này để chúng ta kéo cái đường gióng để xác nhận rằng là cái diện tích gốc của cái hình này nó như thế nào. Sau khi mà tôi gán cái này vào đây thì các bạn sẽ biết được là đâu là cái diện tích gốc của cái hình của chúng ta đó. Và bây giờ tôi mới gán tiếp đường viền cho nó. Bây giờ tôi gán đường viền màu đen nhé. Highlight rất bé, không nhìn thấy đâu. Nhưng ví dụ tôi bấm vào đây là 10 point đó, hoặc là 20 point. Đây, 36 đi, cho to hẳn đi. Thì các bạn nhìn thấy rất là rõ là gì đấy ạ. Cái đường viền này có một nửa là hất ra phía ngoài, còn một nửa thì ăn vào bên trong diện tích của đối tượng của chúng ta. Đây, cái đường gai xanh xanh này chính là diện tích gốc của cái hình. Và do đó chúng ta thấy rất rõ là đường viền dày bao giờ cũng ăn một nửa vào trong. Thế thì nếu mà chúng ta lại muốn rằng là cái diện tích hình bao giờ nó cũng đầy đủ mà không bị che lấp bởi cái đường viền này thì chúng ta lại phải đảo một cái vị trí giữa cái đường viền và bề mặt. Lúc này tôi sẽ phải đuổi cái đường viền xuống nằm bên dưới hình, thì lúc đó cái hình của chúng ta nó mới đảm bảo được cái diện tích gốc. Để thực hiện cái việc này thì chúng ta sẽ chọn như sau.
vào hộp thoại outline pen và chúng ta sẽ đánh dấu một cái tùy chọn là behind fin. Sau khi mà chúng ta đánh dấu behind fin, nhấp OK thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái đường viền nó được giấu xuống bên dưới cái diện tích của bề mặt, và lúc này thì bề mặt của chúng ta nó sẽ đảm bảo được cái diện tích. Tuy nhiên để mà xác nhận về một cái độ dày đường viền bao nhiêu đấy thì chúng ta cứ xác nhận luôn đi, muốn nó dày bao nhiêu các bạn phải đánh con số gấp đôi, tại vì một nửa nó bị giấu ở dưới, chỉ có một nửa hát ra ngoài thôi. Đấy là một vấn đề. Vấn đề thứ hai nữa cũng giống tương tự như là cái lúc chúng ta trao đổi về mẫu tô, thì khi mà chúng ta co duỗi thì đấy cũng là một cái vấn đề liên quan tới đường viền đó. Bây giờ các bạn để ý này, bây giờ tôi kéo cái hình này ra đây và tôi tạo ra một cái bản sao. Bây giờ tôi thu nhỏ cái hình này lại, hình thì nhỏ lại còn một phần so với lại hình mẫu. Tuy nhiên nếu mà chúng ta so sánh thì chúng ta thấy rằng là gì đấy ạ, đường viền dày như nhau. Lúc này thì cái tỷ lệ này nó sẽ trở nên không hợp lý nữa rồi. Hoặc là nếu như tôi lại phóng cái hình này rất lớn lên, đường viền vẫn dày như thế, thì cái tỷ lệ lúc này đường viền so với bề mặt nó lại quá mạnh. Thế thì để đảm bảo rằng khi mà chúng ta co duỗi một cái hình mà nó vẫn duy trì được cái mối quan hệ, cái mối tương quan giữa cái diện tích đường, diện tích bề mặt và cái độ dày đường viền nó không bị đổi, thì lúc đó chúng ta sẽ phải đánh dấu thêm một cái như thế này. Scale with object, khi các bạn đánh dấu vào đây thì nó sẽ đảm bảo cho các bạn là khi hình kéo to lên bao nhiêu thì đường viền cũng dày lên theo bấy nhiêu, khi hình tôi thu nhỏ lại bao nhiêu thì đường viền nó sẽ mạnh theo bấy nhiêu. Đấy, nó luôn luôn duy trì cái tỷ lệ giữa cái độ dày đường viền và diện tích bề mặt. Thế lúc này nó mới đảm bảo rằng khi tôi phóng to hay thu nhỏ một hình nó không bị biến dạng. Cái chuyện này là cái chuyện mà các bạn cần phải cực kỳ lưu ý, tại vì có rất là nhiều bạn có một cái thói quen làm việc là nó rất là xấu, đó là không bao giờ quan tâm tới cái kích thước thật của cái đối tượng, của cái thứ mà mình đang vẽ cả. Đấy, thường là các bạn sẽ cố gắng là kéo thật to cái hình lên để trông cho nó dễ nhìn. Đấy, nhưng mà thực ra các bạn quên mất cái công cụ phóng của chúng ta rồi, đúng không? Chúng ta có cái công cụ F2 là để chúng ta phóng lớn cái hình lên, và nếu như mà chúng ta muốn quan sát kỹ ở đâu thì chúng ta sử dụng cái công cụ này để phóng trường nhìn lên để chúng ta quan sát, chứ không phải là chúng ta làm việc bằng cách là kéo to hình lên. Tại vì khi hình to thì các bạn mà làm dính đến đường viền, các bạn cũng phải làm đường viền dày trông nó có tương quan. Thế nhưng đến lúc mà các bạn vẽ một cái đường viền dày phù hợp với lại cái hình to đó rồi, đến lúc làm xong các bạn lúc đấy mới nhớ tới là à, cái hình này nó cần phải có kích thước bao nhiêu nhỉ. Các bạn kiểm tra lại và các bạn gõ lại kích thước cho nó, nhưng các bạn quên mất một cái điều là cái đường viền của chúng ta nó có độ dày bất biến. Nếu mà chúng ta không đánh dấu cái tùy chọn là scale with object thì khi mà các bạn thu nhỏ cái hình xuống thì cái đường viền nó vẫn dày cộp, thế lúc ấy trông nó cực kỳ xấu luôn, đôi khi nó còn che hết cả cái bề mặt của cái đối tượng của chúng ta. Nếu mà chúng ta to, chúng ta thu từ cái kích thước rất lớn xuống một cái kích thước bé, thì lúc đó các bạn nhìn vào các bạn chỉ còn nhìn thấy đường viền thôi, chả nhìn thấy bề mặt của cái hình đâu cả. Thế đấy là một cái lỗi mà nó sẽ phát sinh và nó sẽ làm đau đầu chúng ta. Cho nên là tốt nhất là, thứ nhất là vẽ bao giờ các bạn cũng cố gắng là vẽ đúng kích thước chuẩn, được không? Đấy, khách hàng yêu cầu bao nhiêu, hoặc là chúng ta dự tính thiết kế một cái sản phẩm gì đó nó kích thước bao nhiêu thì hãy làm đúng kích thước như thế. Thế còn trường hợp mà tránh được mà không dùng đường viền thì đấy sẽ là tốt nhất. Đấy, thế tránh dùng đường viền thì chúng ta làm như thế nào? Tránh làm đường viền chúng ta có hai cách. Một là như thế này, các bạn mà sẽ vào trong menu object, các bạn tìm tới cho tôi một cái lệnh gọi là lệnh convert outline to object, phím tắt của nó là Ctrl Shift Q. Hôm trước thì chúng ta đã nói tới lệnh Ctrl Q rồi đó, để convert một cái đối tượng đặc biệt sang thành một cái đối tượng chỉ là hình vẽ thôi, không mang bất cứ một thuộc tính đặc biệt nào cả. Thế còn cái lệnh này convert outline to object thì cái này nó sẽ giúp cho chúng ta biến đổi cái đường viền của đối tượng trở thành hình vẽ thôi. Đây, và khi mà nếu mà tôi bấm vào đây thì nó tạo thành cái gì, các bạn sẽ nhìn thấy là sau khi tôi bấm vào
thì nó sẽ tách bạch giữa hai cái phần đường viền và cái này ra, cái bề mặt ra. Lúc này hai thằng như nhau, nó đều là cái dạng bề mặt cả, và do đó thì khi mà tôi co duỗi một cái đối tượng, tất nhiên làm xong cái này thì các bạn hãy nhớ là group nó vào với nhau nhé, tại vì nó tách nhau ra rồi đấy, thì group lại để trở thành một nhóm, và lúc này thì các bạn co thế nào, duỗi thế nào thì nó cũng sẽ theo nhau mà to mà nhỏ theo thôi. Lúc này nó sẽ không còn cái tình trạng là một hằng số về độ dày nữa, mà hai cái đối tượng đều là tính chất bề mặt, cho nên to thì cùng to, nhỏ cùng nhỏ, không còn sợ cái chuyện là một cái đường viền nó dày cộp nữa. Thì đấy là cái cách để mà chúng ta có thể tránh được cái tình trạng là cái đường viền nó bị to nhỏ theo. Tuy nhiên là còn một chi tiết nho nhỏ nữa vừa nãy chúng ta chưa nói tới, đó là cái vấn đề phóng to một cái hình lên thì nó như thế nào đó. Này bây giờ chúng ta lại lấy cái này và chúng ta phóng thật to lên, thì bây giờ các bạn nhìn thấy nó có cái điều gì khác với hình mẫu nhỉ? Cái gì ạ? À, cắt góc. Ok, đây thì bây giờ chúng ta mới nói tiếp cái này thì nó là ở đâu nhá. Đây, trong outline pen thì chúng ta có cái phần cong nhẹ này đấy, thì các bạn sẽ có một số các cái tùy chọn là cái này, cái vuông góc này đúng không, làm tròn góc này hay là vát góc đấy, thì tùy từng cái tùy chọn mà chúng ta có thể là có cái thao tác hợp lý ở đây. Một đường không thôi thì sẽ không thấy vấn đề gì đâu đó, nhưng mà nếu mà chúng ta xử lý không tốt thì đến lúc mà thu hoặc phóng hoặc là những cái đường gãy góc thì có thể là nó sẽ có cái vấn đề phát sinh khi mà chúng ta làm việc với một cái hình tương đối to. Đấy. Thế thì ngoài ra nữa thì chúng ta sẽ xem thêm cả một cái trường hợp như thế này đấy nhá. Một cái đường như thế này thì sao? Một cái đường như này nếu như mà tôi cho một cái độ dày lên thì chúng ta sẽ thấy cái gì ở đây ạ? Một đường, và mỗi đầu mỗi đường này thì nó có một cái điểm điều khiển của nó. Thế thì cái điểm điều khiển này nó sẽ nằm ở đâu ở trong cái đường thì cũng là do chúng ta thiết lập. Chúng ta có ba cái tùy biến. Một là nó nằm ở ngay đầu. Đấy, đầu ở đâu thì cái điểm đó nó sẽ nằm ngay trên cái đầu đó. Một dạng nữa là gì đấy ạ? Bấm vào đây thì nó sẽ tạo ra cái đầu V tròn như thế này, và lúc này thì cái điểm điều khiển nó tụt vào trong một chút đấy. Và một tùy biến nữa đó là gì ạ? Đầu vuông đấy. Thế thì cái này để giải quyết cái gì? Tức là khi mà chúng ta vẽ một đường thẳng thì sẽ không có vấn đề gì, nhưng mà tôi vẽ một đường gãy, một đường gấp khúc thì sẽ có những cái tình trạng là nó bị hở. Nếu mà cái điểm gãy là gãy quá thì nó sẽ hở ra, và cái việc mà chúng ta cho cái đầu nó tròn ra một tí hay vuông ra một tí thì nó sẽ giao nhau, nó khép kín được cái đoạn gãy đó. Thì đấy là cái hiệu chỉnh cho cái đường viền. Thì đấy là mấy vấn đề mà chúng ta cần phải nắm được trong cái quá trình mà chúng ta làm việc với lại đường viền. Thế và chúng ta còn có thêm một cái phần nữa nhỏ nhỏ, đấy là cái phần calligraphy. Thì bình thường ra một cái nét của chúng ta nó sẽ đều. Ở đây các bạn nhìn thấy một cái đối tượng gọi là nếp sharp, thì nó sẽ có hình vuông. Hình vuông thì sao ạ? Hình vuông thì các bạn di nó theo chiều ngang hay di nó theo chiều dọc thì cái tiết diện của nó cũng giống như nhau, không có gì thay đổi cả. Tuy nhiên nếu như cái nếp sharp này của tôi mà nó lại làm sao, nó dẹp ra như thế này thì có khác nhau không ạ? Đây coi như là một cái ngòi bút thì khác nhau đúng không? Lúc này nếu mà tôi kéo theo đường ngang thì nó chỉ cao bằng cái đường này thôi, nhưng tôi kéo theo chiều dọc thì nó lại có diện tích rộng bằng gì đấy, chiều ngang của cái này. Đây bây giờ chúng ta áp thử nó cho một cái hình nhé. Chúng ta lấy thử một cái hình như thế này.
Đây, ví dụ bây giờ tôi bấm vào đây, thiết lập lại outline pen. Bây giờ nếp sharp tôi cho nó mảnh lại thế này. Ok, các bạn có thấy cái gì khác biệt không ạ? Đường viền lúc này không đều nhau nữa đúng không? Một cái nếp sharp mà vuông thì cạnh ngang hay cạnh dọc nó sẽ có diện tích bằng nhau, tiết diện bằng nhau. Nhưng mà nếu như tôi chỉnh cái nếp sharp này nó mảnh đi thì lúc này chúng ta sẽ có gì đấy ạ? Chúng ta sẽ có một cái đường ngang thì mảnh, còn đường dọc thì dày. Trong trường hợp mà chúng ta điều chỉnh những cái nếp sharp như thế này thì ví dụ như các bạn cũng có thể là viết ra, vẽ ra một cái đường nào đó thì nó cũng sẽ rất là khác biệt. Đấy, ví dụ như là đây, tôi có thể tạo ra những cái hình mà nó có độ thanh đậm giống như là chúng ta viết bằng những cái bút mà nét thanh nhất đậm. Ví dụ như này, bây giờ cho dày cái này lên, chúng ta sẽ nhìn rõ hơn đúng không ạ? Đây, thay vì là một cái nét đều nhau thì bây giờ có chỗ dày có chỗ mảnh khác nhau. Đấy, giống như là cái nét bút thanh đậm mà chúng ta vẫn hay thấy người ta viết viết bằng viết giấy chứng nhận gì đó. Thế thì đấy là mấy cái vấn đề mà chúng ta cần phải nắm được khi mà chúng ta làm việc với lại cái đường viền. Thế và bây giờ thì các bạn sẽ xem thêm và một cái ví dụ nhỏ nhỏ như thế này nữa. Đường viền chẳng hạn, vừa nãy chúng ta có nói đề cập tới cái chất của đường viền, nó là đường liền hay đường đứt. Đấy thì chúng ta mô phỏng thử xem như thế nào. Chẳng hạn như là tôi vẽ một cái gì đó thì đôi lúc là tôi sẽ phải thay đổi cái chất của cái đường viền đi. Đây ví dụ như là tôi tạo ra một cái hình vẽ như thế này. Chẳng hạn hình như này chẳng hạn, đây là cái ví dụ, đây là cái túi quần đi đó. Tôi đưa vào đây cái đường viền như thế này, trông nó có giống không ạ? Nó sẽ không giống đúng không? Nhưng mà nếu như mà tôi chọn cái kiểu là đứt chẳng hạn thì chúng ta sẽ thấy nó giống hơn. Đấy, ví dụ như thế. Hoặc giả là trong một cái trường hợp khác, tôi lấy ví dụ như là chúng ta vẽ một cái đường như là đường biên giới chẳng hạn, một cái quốc gia thì sẽ phân định với lại một quốc gia khác bằng một đường biên giới, và đường biên giới thì người ta dùng cái đường đứt chứ người ta không dùng đường liền. Ví dụ như là chúng ta vẽ thử đây, phát sơ sơ ra đúng không? Đại loại này. Bây giờ chúng ta điều chỉnh lại một tí. Ví dụ như thế. Thế bây giờ nếu mà chúng ta vẽ một cái đường biên giới thì đường biên giới trên bộ nó sẽ khác so với lại cái đường biên giới ở biển đúng không? Ví dụ thế bây giờ tôi vẽ ra làm sao để tôi ra được cái hình đường biên giới. Ví dụ đây, tô một màu. Bây giờ làm thế nào để tôi có được cái đường biên này? Nhân bản này. Đúng không? Hủy tô màu này. Đây thì tôi sẽ có một đường như thế này.
Đó. Tiếp tục nữa thì tôi sẽ làm gì nữa? Tôi sẽ sử dụng cái công cụ Shape Tool này. Bắt đầu tôi mới tách cái đường này ra. Sau khi tách xong thì nó có đứt ra không? Đứt thì đứt thật nhưng nó vẫn dính vào với nhau, tại vì nó vẫn là cùng một đối tượng. Lúc này thì chúng ta lại phải làm gì nhỉ? Ctrl K tách ra. Lúc này tôi có thể tách được ra một cái đường riêng như thế này và một đường như thế này. Đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ giải quyết bằng cái vấn đề là gì ạ? Trước hết là chúng ta xử lý cái thằng dưới đi đã nhá. Hủy bỏ được viền tô của thằng này. Đấy. Sau đó thì dán trả hai cái hình mà chúng ta vừa cắt. Thế còn thằng ở trên biển thì chúng ta để đường liền thôi. Thế còn thằng ở trên bộ thì chúng ta sẽ chọn và chúng ta sẽ lấy một cái đường mà mô phỏng biên giới. Đúng không? Đây ví dụ dạng này. Và lúc này thì chúng ta sẽ có cái đường liên quan tới biên giới. Nó sẽ là nét đứt. Nó sẽ khác với lại cái đường biển. Đúng không? Đấy, ví dụ như thế này. Thì đấy là cái cách, hay là một cái ví dụ để chúng ta thấy rằng là lúc nào thì chúng ta sử dụng nét đứt, lúc nào thì chúng ta sẽ sử dụng nét thường. Đấy, thì đây là một vài cái demo để các bạn có thể làm qua được cái cách thức mà vận hành với lại cái công cụ và điều chỉnh cái độ dày cũng như là thuộc tính của cái đường viền khi mà các bạn làm việc ở trong Corel.